Xin chào tất cả các bạn đang xem video này nhé. Hôm nay cửa hàng đồ câu phim mắt xin giới thiệu với tất cả các bạn một mẫu cần câu tay siêu gọn và siêu cứng. Đó là mẫu cần câu tay Shimano. Thì nó có độ cứng là 5H. Thì bên em có đủ tất cả các chiều dài là 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Thì ở trên đây là đây mẫu bốn màu khác nhau, đó là 3m6, còn 5m4 thì nó có hai màu, là có màu vàng và màu đỏ đen. Còn cái màu này là màu bao đốm, là chiều dài là 6m3. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cây cần và từng chiều dài cho các bạn xem nha. Thì đây là 3m6. 3m6 thì 3m6, 5m, 4m5 và 5m4 và 6m3. Thì tất cả các chiều dài này thì nó được thu gọn lại với chiều dài là 73cm nha. Còn trọng lượng thì nó sẽ khác nhau. 3m6 thì trọng lượng của nó là 97g. Còn 5m4 thì có trọng lượng là 195g. Còn 6m3 thì trọng lượng của nó là 228g. Đây. Và sau đây em đi chi tiết này. Cái này được thiết kế bằng kim loại nên em có thể mở ra. Thì cái cần này thì tất cả nó có chiều dài tất cả là nó có 10 đốt nha. Đây là đọt. Thì độ cứng của nó là 5H. Các bạn có thể tải cá được tầm dưới 2kg. Còn anh em nào mà kiểu chuyên nghiệp mà câu được biết câu thì tầm dưới 2,5kg. Thì các bạn quan tâm đến cái cần tay Shimano này á thì để lại giúp em cái số điện thoại ở bên dưới video, hoặc là có thể ghé mua sản phẩm này tại cửa hàng đồ câu phim mắt 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của cửa hàng đồ câu phim mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.